Hello mấy ông, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Dạo này nhiều người thách tôi nhiều game quá. Thôi mấy ông đừng thách tôi nữa để tôi tự tìm game tôi làm. Người ta nói tôi xạo lìn thì không sao, chứ vì tôi mà người ta nói mấy con game này là vớ vẩn thì tội nó. Mấy con game nó có tội tình gì đâu. Thôi dài dòng đủ rồi, hôm nay làm cái video phân tích cho nó có chuyên môn chứ không chém gió nữa. Tựa game được chọn mặt gửi vàng ngày hôm nay chính là Weibo Helltaker. Một tựa game đi cua gái giữa địa ngục. Anh em nào Weibo giơ tay lên cho tôi xem nào. Mà cái game này thì phân tích cái gì nhỉ? Đương nhiên là tôi sẽ không đi phân tích cốt truyện đâu, tại vì tôi vừa nói rồi, cốt truyện của nó chỉ là đi cua gái thôi mấy ông ạ. Vậy nên hôm nay, tôi sẽ phân tích dàn harem tràn đầy gái xinh cực phẩm cho Helltaker cho mấy ông đây. Bây giờ thì đặt hai tay lên bàn cho nghiêm chỉnh, và chúng ta sẽ bắt đầu video sọc mùi blem blem thôi anh em ơi. Helltaker là một tựa game phiêu lưu giải đố, miễn phí với các yếu tố mô phỏng việc hẹn hò chim chuột thả thính, được thiết kế bởi nhà phát triển người Ba Lan với nickname là Van Ripper, tên thật là Lukas Pikos, được phát hành vào ngày 11 tháng 5 năm 2020. Tựa game nói về một ngày đẹp trời nọ, nhân vật chúng ta điều khiển tên là Helltaker đã có một giấc mộng xuân về việc tạo ra một hậu cung ngập tràn các em gái nữ quỷ quyến rũ. Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, mặc dù biết địa ngục là một nơi rất nguy hiểm, nhưng anh ta vẫn quyết định đâm đầu xuống địa ngục với hoài bão là muốn tạo ra một hậu cung đầy các nữ quỷ ở thế giới thực. Helltaker cũng sở hữu một lối gameplay khá đơn giản. Càng qua màn thì chặng đường của Helltaker đến với các em quỷ lại càng khó khăn hơn với nhiều cấu trúc phức tạp hơn. Và khi đã đến được với các nữ quỷ, anh chàng còn phải trả lời đúng câu hỏi của nữ quỷ trước ẻm vào hậu cung của mình. Trả lời sai một cái là phải đi lại từ đầu chứ không có cơ hội trả lời lại đâu. Ok, giới thiệu game vậy là đủ rồi. Giờ vào phần lem lem nhất video thôi mấy ông. Vì Helltaker là một game đề tài harem, nên ở đây Mi Game tôi sẽ phân tích mấy em quỷ này theo hướng weebu một chút nhé. Giải thích ngắn gọn thì harem là một từ có nguồn gốc ở Ả Rập, ý chỉ những câu chuyện nơi nhân vật chính cực kỳ đào hoa, các em gái nhìn thấy là mê như điếu đổ. Mà tại sao harem lại gắn liền với weebu? Thì hơi ôi, mấy ông thấy là có cái ti tỉ cái anime mà thằng nam chính nhìn bần vơ cơ lơ mà bao nhiêu em gái ngon lành vây lấy quanh không? Harem nó sướng như thế đấy các ông ạ. Các em gái trong dàn harem nói riêng hay anime nói chung thường được chia làm 14 loại, tạm gọi là các zere. Nên trong video này, tôi sẽ đi sâu vào từng em quỷ trong Helltaker để xem các em thuộc loại zere nào nhé. Đầu tiên chúng ta đến với Pandemonica, em quỷ đầu tiên mà chúng ta bắt gặp trong Helltaker. Với biệt danh là con quỷ rệu rã, Pandemonica đảm nhận vai trò lễ tân, chăm sóc khách hàng dưới địa ngục. Đặc điểm nổi bật của em ý là đôi mắt đỏ, thâm quầng và gương mặt mỏi mệt, đúng y như biệt danh của em vậy. Và em ý có một sở thích là uống cà phê. Mệt mỏi buồn ngủ thì uống cà phê cũng hợp lý đấy. Nhưng ai ngờ, hút một ngụm là em ý đổi tính liền. Ánh mắt em bỗng trở nên sắc sảo, cặp sừng mọc dài ra. Và trong hình dạng này, Pandemonica có một biệt danh mới là con quỷ man rợ. Anh em mang cà phê dở cho Pandemonica uống là em ý bẻ gãy tay anh em chứ chả đùa. Trong game thì nếu muốn thu phục Pandemonica vào hậu cung thì anh chàng Helltaker phải chọn đáp án số 2. Tức là khi em ý hỏi có thể phục vụ gì cho anh em thì các ông phải trả lời rằng hay là để anh phục vụ ngược lại em nhé. Đây chắc ám chỉ công việc chăm sóc khách hàng của em ý lúc nào cũng phải đội khách lên đầu nên lâu lâu có ai phục vụ cho mình thì lại chả thích. Với cái tính cách mặt ngoài thì dịu dàng còn bên trong thì lại man dợ. Thì tôi nghĩ Pandemonica thuộc loại Sandere loại B. Đặc điểm của các em Sandere loại B là thường có vẻ ngoài đáng yêu. Tính cách thì vô cùng dễ mến, nhưng khi người mà họ có tình cảm xuất hiện, họ thường bộc lộ bản chất săn hung dữ của mình, đặc biệt là khi mà người họ yêu làm gì đó họ đéo vừa ý. Chúng ta đến với con quỷ số 2, Modius, biệt danh là con quỷ dầm đãng. Nói chung nghe qua cái tên là biết tính tình em này ra sao rồi. Hoàng dầm vô độ, thích lếu lều mọi lúc mọi nơi. Đặc điểm nhận diện của em này là đôi mắt với con người hình trái tim phát sáng, thể hiện cho cơn khát tình của em ý. Và hình như Modius cũng ý thức được cơn cuồng dâm của bản thân, nên em ý lúc nào cũng đỏ mặt vì mắc cỡ cả. Về tạo hình, tôi có thể khẳng định với mấy ông là Modius là em quỷ có body nuột nhất trong dàn harem của Helltaker. Vòng 1 vòng 3 nảy nở, tâm hồn to tròn, eo thon con kiến, quả body chắc chắn phải tầm siêu mẫu hoặc hoa hậu trở lên. Về tính tình thì như đã nói ở trên, Modius là một con quỷ hoang dâm vô độ, không kiềm chế được ham muốn của bản thân. Ngay từ phút giây đầu tiên gặp Helltaker, Modius đã yêu cầu anh em hãy lếu lều em ý luôn và ngay lập tức.
Modius cuồng dâm tới nỗi Pandemonica phải đích thân xin lỗi Helltaker vì điều này, giải thích rằng bản tính cuồng dâm nó đã ăn trong máu Modius rồi. Dẫn chứng cụ thể là khi Helltaker hỏi xin lời khuyên từ Modius thì em ấy trả lời rằng: "Lời khuyên à? Dễ ợt." Bỏ qua hết mấy câu đó, gom hết mọi người lại và quất nhau cho bành xác. Để thu phục Modius, mấy ông phải chọn câu trả lời số 2, bảo là không có thời gian, anh bận đi cưa gái rồi. Như vậy sẽ kích thích được trí tò mò của Modius và dụ được em ý đi theo. Địa ngục đó giờ chắc chưa từng có vụ tập hợp dàn harem rồi quất nhau, nên dĩ nhiên là em ý phải tò mò rồi. Với cái bản tính muốn ăn tươi nuốt sống người khác thì Modius chắc chắn là Yandere rồi. Đây là kiểu nhân vật có vẻ ngoài rất xinh đẹp, đáng yêu và ngọt ngào. Họ luôn tỏ ra vui vẻ, hiền lành và đôi khi là hay mắc cỡ nữa. Cơ mà, đừng để vẻ ngoài của họ đánh lừa nhé. Diện mạo đó chỉ là một lớp mặt nạ che đậy bản chất tàn độc bên trong mà thôi, bởi Yandere có tính cách cực kỳ chiếm hữu và độc đoán. Tiếp đến là con quỷ số 3, Cerberus, biệt danh là ác quỷ sinh ba. Tuy có tận 3 thể xác, nhưng Cerberus thực chất chỉ là một linh hồn mà thôi, và linh hồn này điều khiển toàn bộ 3 cơ thể kia. Nói chung là từ con chó 3 đầu giữ cửa địa ngục mà ông tác giả vẽ lại được thành 3 em gái xinh tươi này thì cũng ghê thật. Đặc điểm riêng của Cerberus so với những con quỷ khác là cả 3 em ý đều không có sừng. Thay vào đó, các em lại có đôi tai cún dễ thương đáng yêu hết sức. Về răng miệng cũng có một điểm nổi bật là chiếc răng nanh nằm khểnh ra bên ngoài. Đôi mắt của chị em Cerberus cũng biểu cảm không kém, to tròn với đồng tử mở rộng hết sức có thể. Anh em có biết là càng đứng gần người mình crush thì đồng tử trong mắt của anh em cũng to ra không? Nên là ngay từ đôi mắt, Mi Game Tui đã thấy được Cerberus thật sự rất hứng thú với dàn harem của Helltaker. Về tính cách thì tôi nghĩ Cerberus khá là tăng động, hào hứng trước mọi chuyện xảy ra, giống y như một con chó ngoài đời vậy. Cơ mà ban đầu nói chuyện thì em ý ngây thơ lắm, nhưng lát sau mới lộ rõ bản chất là muốn lợi dụng. Rõ khổ là dù đang ấp ủ mưu đồ xấu xa, nhưng nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội thế này, ai mà dám nỡ nghi ngờ. Các em ý cần một người phàm trần để băng qua cửa địa ngục và lên đổ sát hạ giới. Và người này sống hay chết thì đều được. Nên là để qua ải này, anh em cần cẩn thận chọn đáp án số 1. Tỏ vẻ ngờ vực hay có ý đồ chống cự là cả 3 bay vào xé xác anh em đấy. Nên trong trường hợp này thì để đảm bảo an toàn, gió chiều nào thì anh em cứ ngoan ngoãn theo chiều đấy cho tôi. Cerberus thì theo tôi là một Yandere nữa, bởi họ cũng có thể rất hoạt bát và sôi động, rất nhanh chóng kết thân với nhân vật của mình. Tuy nhiên bộ mắt thân thiện đó chỉ là lớp mặt nạ che đậy mặt tối của các em ý mà thôi. Các Yandere này đều là những kẻ độc tài, thường sẽ giết đối tượng của mình hay cô lập họ khỏi cộng đồng. Và quan trọng nhất, họ không chấp nhận lời từ chối của đối tượng. Đấy là lý do vì sao khi Cerberus đòi đi, anh em phải chiều ngay lập tức. Chúng ta đến với con quỷ tiếp theo mà Lina, biệt danh ác quỷ chuồng ngoà. Em ý có mái tóc ngắn và một gương mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Nhìn cái khuôn mặt của em thì tôi đoán là em ý có hàm răng bén hơn hẳn những em còn lại. Nói chung là các ông không muốn làm em ý hôn mình đâu, đứt lưỡi như trời. Nhưng có một thứ chắc chắn anh em sẽ thích ở Malina, em ý cũng là một gamer chính hiệu. Thể loại em ý thích là game chiến thuật theo lượt, nhưng mà tôi nghĩ em ý cũng chơi những game khác nữa. Dù Melina đùa Free Fire hay là leo rank liên quân nghe cũng được phết đấy chứ. Theo lời của em gái Zdrada, Malina thích chơi game tới nỗi em ý sẽ cảm thấy nừng nưng khi chơi game luôn. Em ý cũng thích nhậu nhẹt nữa, với loại rượu yêu thích là vodka Hà Nội. Cái tên Malina cũng mang hàm ý riêng. Trong tiếng Ba Lan, Malina dịch ra là trái phúc bồn tử, giải thích phần nào cho biệt danh con quỷ chuồng ngoà của em ý. Trái phúc bồn tử cũng khá là chùa đấy. Trong game, để cưa đổ được Malina thì lúc em ý hỏi, anh muốn chơi cái gì? Anh em phải chọn đáp án đầu tiên, anh muốn chơi với em. Em ý không thích khổ dâm, nên anh em mà chọn đáp án số 2 là chết dở ngay. Vừa có bạn để chơi game, vừa có bạn để nhậu cùng. Tầm này thì nhắm mắt đưa chân lèm lèm thôi chứ còn chờ gì nữa. Với tính cách quạo cọ như này thì tôi xin được xếp Malina và Sandere loại A. Cọc cằn là tính cách mặc định cho họ. Những người theo xu hướng Sandere loại A hay tỏ ra thô lỗ, cứng nhắc. Đặc biệt với những người họ cảm mến, họ càng tỏ ra bạo lực hơn. Khi được khen ngợi, họ rất dễ mắc cỡ và thường nói chữ 3K, đồ ngốc. Loại A dường như khó chịu với mọi người cho đến khi người mà họ yêu mến lôi họ ra khỏi cái vỏ bọc thô ráp ấy. Chúng ta đến với con quỷ số 5, Zdrada, biệt danh ác quỷ Bitchy. Zdrada có tạo hình chất chơi, vui bạm hơn hẳn mấy em còn lại, phần nào nó lên được cá tính mạnh mẽ của em ý. Cũng giống như cô chị Malina, Zdrada cũng có mái tóc ngắn nhưng lại ngầu hơn nhiều. Em ý sỏ cả khuyên môi, khuyên tai và khuyên mũi luôn, kèm theo kiểu trang điểm bầu mắt rất là đậm. Cổ thì đeo choker, tai thì mang bao tai già, gu trang điểm với thời trang kiểu này chắc hẳn là hợp theo phong cách rocker hay emo rồi. Ngoài ra thì không thể không nhắc tới điếu thuốc phì phèo trong tay của Zdrada nữa.
chứng tỏ em ý cũng thuộc dạng nghiện thuốc lá nặng. Về tính tình thì em ý khá là xấu tính, bất cẩn đời, lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, mặc dù giữa địa ngục cấm hút thuốc. Zdrada cũng khắc khẩu với Malina, lúc nào cũng chê bai, dè biểu sở thích chơi game của cô chị gái. Zdrada cũng có gu khá là mặn, thích kiểu bị trừng phạt. Đánh em nữa đi Oni-chan, mấy ông cũng hình dung được phải không? Ngoài ra em ý cũng thuộc dạng bạo dâm hạng nặng, cảm thấy sung sướng khi nhìn người khác đau khổ. Cho nên để thu phục được Zdrada vào dàn harem, anh em phải chọn đáp án số 1. Chờ xí, anh có cảm giác là anh sẽ hối hận vì điều này. Các ông càng đau khổ thì em ý sẽ càng thích. Về cá tính mạnh bạo, miết là anh đau khổ thì Zdrada chắc chắn là một sadodere. Kiểu nhân vật này thường tỏ ra khá tàn bạo, hay chơi đùa với cảm xúc người mà họ có tình cảm. Và đôi khi còn thích hành hạ thể xác của người mình yêu nữa. Nếu bạn là người thích ăn hành trong tình yêu, sadodere có lẽ là thích hợp nhất với các ông đấy. Tiếp đến là Azazel. Khác với những em gái khác, cô nàng là một thiên thần chứ không phải là ác quỷ. Cho nên tạo hình của em ý cũng thánh thiện hơn. Quần áo trắng tinh khôi và có chiếc vòng hào quang lấp lánh trên đầu. Azazel có biệt danh là thiên thần tò mò. Lý giải được phần nào, em ý muốn xuống địa ngục để tìm hiểu về tội lỗi và các con quỷ nơi đây. Vì em ý là thiên thần nên anh em muốn cưa đổ Azazel thì phải thành thật nhé. Khi em ý hỏi anh xuống đây làm gì thì các ông phải trả lời ngay là xuống đây tìm mấy con quỷ. Cơ mà nếu nói xạo là xuống đây tìm thiên thần, em ý sẽ bắt các ông lên thiên đàng và từ đó người ta sẽ gọi anh em là Heaven Taker chứ không phải là Hell Taker nữa. Nhưng mà thật tâm mà nói, mì game tôi thích một dàn harem toàn là thiên thần hơn các ông ạ. Một em gái tốt tính từ trong ra ngoài như thế này thì chỉ có thể là dere thôi. Đây có lẽ là kiểu nhân vật đáng yêu năng động nhất trong các kiểu dere. Các nhân vật này không bao giờ ngại thể hiện tình yêu thương với đối tượng của mình. Họ lúc nào cũng vui vẻ, tử tế, luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Con quỷ tiếp theo là Justice, ác quỷ khu ngầu. Nghe tên là đủ biết em ý chiêu hơn mấy em quỷ khác rồi. Cơ mà có thể là do em ý bị mù nên mới chiêu như thế. Justice đeo kính râm là để giấu đôi mắt mù ấy. Soi kỹ hơn, anh em sẽ thấy Justice đeo đôi găng tay có chữ HPJ, viết tắt của High Prosecutor Justice, công tố viên tối cao Justice. Chắc hẳn công việc của Justice dưới địa ngục là xét xử những linh hồn khi xuống đây, xem họ xứng đáng lên thiên đàng hay phải chịu đày đọa dưới địa ngục. Việc Justice bị mù cũng ám chỉ sự công bằng, không thiên vị của cô. Nhưng mà không biết vì lý do gì, Justice không còn đảm nhận vị trí này nữa. Với tính cách khá là thoải mái, Justice sẽ không giết Hell Taker dù anh có chọn đáp án nào đi chăng nữa. Kiểu gì thì em ý cũng đi theo anh em cả. Nên là tôi nghĩ Justice thuộc kiểu Undere. Họ là sự kết hợp giữa Dere, Dandere và một chút Yandere. Đặc điểm nhận dạng của loại nhân vật này đó là họ đồng ý làm tất cả những gì mà người đó yêu cầu chỉ để được ở bên cạnh người đó. Tiếp đến chúng ta đến với ác quỷ có quyền cao chức trọng nhất ở dưới địa ngục. Đó chính là Lucifer, giám đốc điều hành địa ngục. Nhìn tạo hình là đủ thấy em ý là chùm ở đây rồi. Đầu đội vương miện, sừng màu trắng chứ không phải màu đen như những em quỷ khác. Tóc đuôi ngựa búi cao, trang phục chuyên nghiệp, phong thái đĩnh đạc với hai vệ sĩ cao to đen hồi kề cạnh. Lucifer chẳng khác gì một nữ doanh nhân thành đạt nhưng không kém phần nóng bỏng. Có vẻ có chức có quyền như thế nên tính cách của Lucifer cũng khá là chảnh chọe, ra vẻ uy quyền các kiểu. Vừa gặp nhau phát là muốn Hell Taker phải hiến dâng linh hồn để trở thành nô lệ của em ý. Lúc này anh em phải cứng lên, bật lại rằng thôi anh không muốn đâu, nhưng em có thể gia nhập dàn harem của anh. Bí quyết để nói chuyện với mấy em gái mạnh mẽ, tự tin là anh em không được nhún nhường, phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình lên. Qua được câu hỏi này, Lucifer sẽ hỏi anh em làm được gì mà dám chinh phục cả bầy quỷ. Với những em gái cứng cựa kiểu này, ngoài chuyện anh em phải chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông ra, thì một yếu tố quan trọng khác là anh em phải biết ứng xử mềm dẻo nữa. Các em quen với việc làm sếp rồi, tự nhiên các ông đòi em ý gọi mình là chủ nhân thì em nó trả vả cho tung cả mồm chứ trả đùa. Nên lựa chọn hợp lý là câu trả lời số 2. Anh có thể pha cà phê cho em, chơi game cùng em và làm bánh kếp sô-cô-la cùng em. Những thứ Lucifer có được trước giờ chắc hẳn đều do em ý dùng quyền lực để đạt được. Nên bỗng nhiên có một người đàn ông tinh tế, quan tâm chăm sóc như thế, em ý lại trả đổ. Với tính cách như thế này, tôi xin xếp Lucifer vào loại Maya Dere. Maya Dere thường là nhân vật phản diện vô cùng nguy hiểm trong anime. Vì một tình huống nào đó mà kiểu nhân vật này sản sinh tình cảm với nhân vật chính và họ sẽ cải tà quy chính. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không thể trở mặt và quay sang giết người mình yêu khi cảm thấy bị phản bội. Để chốt lại video này, chúng ta tới với con quỷ cuối cùng trong game, Judgment, công tố viên tối cao của địa ngục. Em ý là người đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của các linh hồn sau khi lìa đời.
Nãy có Justice rồi, giờ là Judgment. Chắc không có liên quan gì tới Jojo đâu ha. Tạo hình của Judgment phải nói là khác hẳn so với những con quỷ khác. Mặc áo vest bên ngoài, nhưng lại không mặc áo sơ mi, chỉ có một chiếc áo ngực màu đen đầy gợi cảm thôi. Đeo dây nịt nhưng lại không mặc quần dài, chỉ mặc quần lót. Tạo hình của em ý làm tôi liên tưởng tới các cô gái làm nghề dominatrix. Những cô gái dominatrix là những người thống lĩnh, chi phối các hoạt động tình dục, bắt người khác phục tùng mình, sử dụng các công cụ gây cảm giác mạnh hỗ trợ khi làm chuyện ấy. Những người đàn ông tìm đến họ với mục đích cần giảm căng thẳng hoặc trải nghiệm cảm giác đau đớn để thư giãn, nói chung là gu phải mặn lắm luôn đấy. Judgment còn đeo cái băng tay màu đỏ, đây là một hình tượng khá là quen thuộc trong quân đội Đức Quốc xã ngày xưa. Viên chỉ huy sẽ đeo một cái băng tay màu đỏ như thế này, để cho Judgment đeo băng đỏ, ắt hẳn là để thể hiện sự độc đoán của em ý. Nói về độc đoán thì đây cũng là tính cách đặc trưng của Judgment. Em ý không nói năng bình thường được, mà lúc nào cũng phải la hét hùng hổ. Em ý đã quyết gì rồi là không ai có thể ngăn cản, mọi thứ phải xảy ra đúng ý của Judgment. Nên là dù có được các con quỷ khác ngăn cản, giám đốc Lucifer có ra lệnh thế nào, thì Judgment vẫn khăng khăng phải tiêu diệt bằng được Helltaker. Tuy nhiên, trước sự đẹp trai và bản lĩnh của Helltaker, Judgment cũng phải siêu lòng và chịu gia nhập vào dàn harem. Em ấy thú nhận là bản thân không muốn trừng phạt Helltaker đâu, em ấy chỉ làm theo luật thôi. Thậm chí, tác giả Van Ripper còn xác nhận rằng Judgment là con quỷ hiền dịu nhất dưới địa ngục. Cái bản mặt cộc cằn khó chịu kia chỉ là do em ấy phải đảm nhận vai trò công tố viên tối cao đầy áp lực mà thôi. Với tính cách này, tôi sẽ xếp Judgment vào loại Himedere. Hime có nghĩa là công chúa, đây là từ dành riêng cho nhân vật nữ, chỉ về những cô gái kiêu kỳ, hách dịch, thích được người khác đối xử với mình như công chúa. Tuy nhiên, đó lại là cách để họ che giấu cảm xúc bất an trong lòng mình mà thôi, giống như cách Judgment dùng sự dữ dằn để giấu đi sự hiền từ bên trong vậy. À quên, Judgment không phải là con quỷ cuối cùng trong game nhá. Còn một con quỷ khác núp trong kết thúc ẩn của game nữa, tên nó là Beelzebub. Em này thì tự nhận quá nhiều biệt danh nên tôi không biết gọi em nó là gì nữa. Giống như Lucifer, em ấy cũng có cặp sừng màu trắng nên chắc cũng phải gọi là có chức quyền gì đó dưới địa ngục, ít nhất là ngang tầm với Lucifer. Gu ăn mặc của em ấy cũng ngược lại so với những con quỷ khác, với bộ vest màu đỏ là chủ đạo chứ không phải là màu đen. Tính cách của em ấy trong game thì không rõ lắm, nhưng mà tôi đoán là em ấy cũng thuộc dạng tự cao tự đại, toàn nghĩ ra mấy cái tên mỹ miều để miêu tả bản thân. Nên là tôi nghĩ Beelzebub sẽ thuộc kiểu Kamidere. Kamidere có nghĩa là thần, nhân vật thuộc loại Kamidere luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Với tính cách ngạo mạn kiêu căng, họ luôn xem mình là thần thánh như một kiểu ám ảnh vậy. Ok, trên đây là phân tích dàn harem cực phẩm trong Helltaker. Mấy ông ưng em nào nhất, chứ tôi là con người yêu cái đẹp nên tôi ưng tất mấy ông ạ. Tựa game này hiện đang được phát hành miễn phí, nên anh em nào muốn trải nghiệm cảm giác thả thính mấy em gái dưới địa ngục thì cứ tải về chơi nhé. Bây giờ trước khi kết video thì cũng phải lên radio tâm sự tuổi hồng cho mấy ông lên TV cái chứ nhỉ? Mong Mi Game cho lên TV để nói lên cảm nhận của tôi về kênh có chút tấu hài. Ở video trước ông chém gió mạnh tay quá, bạo đến cuốn nhà tôi bay luôn rồi. Nhưng các video ông làm thật sự là rất hay, mong ông ra thêm nhiều video hay hơn nữa. Ok, cảm ơn Hạ Minh Nguyễn rất nhiều vì đã ủng hộ Mi Game nhé. Mèo 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 mèo, Mi Game có yêu mèo không vậy? Có nhá, Văn Dũng Nguyễn Lê ơi. Lướt bình luận toàn bảo làm cái này cái kia, trong khi không ai cảm ơn Mi Game. Ông nào thấy video này là siêu phẩm cho tôi cánh tay cái. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn Mi Game nha. Rất hay nha Mi Game. Chúc team sức khỏe tốt và vẫn giữ lửa nha. Cảm ơn một comment rất ý nghĩa của Hiếu Nguyễn Trung từ video giả thuyết Subway Surfers nha. Và ông yên tâm là team Mi Game luôn luôn rất cháy nha. Anh làm video hay lắm, chém có phần vô lý nhưng rất thuyết phục. Tôi thấy rất ít YouTuber nào chém ảo như ông vậy. Dù ra video khá chậm nhưng... Wait, đợi đã. Một tuần ra 3-4 video mà anh em vẫn là chậm à? Chứ nhiều, muốn bao nhiêu mới đủ đây hả mấy ông? Vì kênh anh làm rất hay, rất chi tiết, dễ hiểu, bình luận hài. Một kênh về game hoàn hảo, không có gì để chê. Nên em cho anh một dislike. Đệt. Ok, vậy là radio đã kết thúc. Anh em nào muốn lên TV hay muốn tôi làm về game nào thì cứ comment nhé. Mi Game vẫn mãi luôn là nơi chúng mình kể chuyện cho các bạn nghe về tất cả mọi thứ của game. Do game và vì game nên tụi mình game gì cũng làm để các fan vui, chứ tụi mình không có kiểu kén chọn game các thứ đâu. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2 từ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của Mi Game. Vui vui thì cũng lên thứ 5 nữa, cũng như là để xem comment của anh em có được đọc hay không. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.